Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết phục vụ nhân dân đón năm mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có chỉ thị giao các cơ quan đơn vị và địa phương tổ chức đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phù hợp với điều kiện khả năng bảo đảm vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Trong đó, Sở Công Thương chủ trì phối hợp theo dõi sát tình hình thị trường, có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, cung ứng đủ các mặt hàng lương thực, thực phẩm để ổn định giá cả, nhất là các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đáng 2023. Sở Y tế chủ động chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch COVID-19, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra vào dịp đầu năm. Sở giao thông vận tải phối hợp tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết nguyên đán, không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê ăn Tết do không có phương tiện vận chuyển. Công an thành phố tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các ngân hàng phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM.